cố gắng thế kiểu mình nhưng mà em là phần hai. Nam, thế năm vừa qua của bạn như nào? Thì và thêm mà đắp ăn lô nó lại chưa quán giúp cho măng non nó trở thành che với tất cả anh em vẫn còn xa cảnh. Bao nhiêu thằng như con sờ đói vẫn đang dò xét về chuyện tao đi xỏ quyên và muốn được nghe tao chửi nhà hát ok mày không mày chay. I'm from Tiên Du là con nhà giàu nhưng tính hơi láo vẫn đang làm bạc trên đất Hà Nội như một con chim để bà xì cánh. Năm qua chỉ có vấn đề mấy thằng em cầm đồ đi bán lấy tiền đáo hạn mày không hề ấn dê nhưng nếu bị bắt thì đừng khai anh. Đừng khai. Thank you the God phù hộ cho con một đôi bàn tay khỏe khoắn. Dù nhiều lần chơi ly xin quy xì do dùng tiền đây nhiều để chăn. Tết đang đến mà chủ nợ vẫn không dám động anh không tiệm ba lại lắc. Năm cũ đã qua đừng nổi như pháo qua trường bố mày vẻ ra. Thôi chúc anh em tài xỉu năm mới sẽ không cần hỏi tiền đâu và mấy thằng chó đang nợ bố mày trả nhanh để con nhìn nhau. Mấy chị đừng cuốn quýt lên đi tìm người yêu chỉ vì thôi ra cẩn thận vào nhầm mấy thằng cao to được ra mà giải thầm nha. I'm trying to find someone like me. Trên đông Hà Nội tao mặc blazer with hoodie. Nhìn đẹp nhưng mà lại toàn đồ fake cũng đủ làm chị em hò hét. And this time we welcome Ted. Yeah. I'm trying to find someone like me. Trên đông Hà Nội tao mặc blazer with hoodie. Nhìn đẹp nhưng mà lại toàn đồ fake cũng đủ làm chị em hò hét. And this time we welcome Ted. Yeah. Tết về gặp nhau anh sẽ chào anh em là Ni Hảo. Chị mời anh con bé từ cỏ xinh xắn và cô ấy tên là Vi Thảo. Anh chưa được bi vào lỗ là do anh ngắm được trung tâm bi ảo. Anh lên được vài con check là có chân lê với cả răng suy bảo. Với một con beat anh cho vào trong cái playlist. Chơi về nhà chơi skate trong Tết con beat thì kill lead. Kill lấy tiền làm giải gửi cho ông anh tên Hải. Anh em lại online dai và khoe nhạc mới là chuẩn bài. Tết năm nay bề chi đứa lo bướm với cười rộn ràng. Anh có mong sức khỏe và mong muốn anh ở cạnh nàng. Mùng một mùng hai mùng ba anh ở nhà với gia đình và anh em lại nhớ về những kỷ niệm hồi đó cái thời trẻ con còn tranh kem. Chúc mọi người sức khỏe thịnh vượng an khang, tình yêu sự nghiệp tình tài lúc nào cũng thật là viên mãn. Anh muốn enjoy cái moment này mỗi khi mà xuân sang và anh sẽ post cái location là anh ở Tuyên Quang. Trở qua hết một năm vô tích sự, vô tích sự. Anh em cùng nhau ngồi chào đón những điều tích cực. Những điều tích cực có cơn ấm cúng cạnh bên bếp lửa hồng. Cũng đã đánh chén hết mâm cơm nhiều mỹ thực. Nhiều mỹ thực 2023 anh em Tuyên Quang cùng nhau sắt cánh. Cảm nấu những bánh nhà sai phở bay bổng như nhiều phước lành. 2024 năm mới mong chờ thời tới. Đi vô tận hưởng hết tất cả những chân trời mới. Năm ngoái suy thoái tao coi như xe nháp. Năm nay nhiều đổi thay vai này tao sẽ squat. Qua áp tranh né ra hết khỏi mấy thằng chó nè. Và làm hết những gì tốt đẹp nhất mà anh em tao có thể. Flow này tao đi cứ phải gọi là quả réo. Homie ngồi bên cứ bảo tao là phải khéo. Where's your hand raised up say wow. Why is the hook here to shout it loud now. Tết này, 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 t